Đó nhá, dừng bút đã. Rồi, đây là mình vào lắm. Hôm nay buổi mấy nhỉ? Hôm nay là buổi 3. Tay kem mới đẹp chưa? Không ạ. Rồi, trên đây là đẹp. Đây là đẹp. Đấy rồi. Nào con chơi đưa vở đây. Có 17 đúng không? À 18 ạ. 18 đúng không? Con trường gì? Nào, cười với nhau, yêu nhau thế. Chữ đỏ phải uốn hẳn lên trên này, một đường cuốn hẳn. Có tên là gì nhỉ? Tôi không ai ạ. Có ai học trường gì? Mẹ đã khen vẻ đẹp chưa? Rồi. Cô không có bạn nào ngồi chơi đấy. Trường phía thương à? Cận thương. Đây, phải bút bi nhanh đúng không? Phải làm đen chuẩn lần. Ở trường bút. Ở lớp mẹ đã khen vẻ đẹp chưa? Ừ. Có tên là gì? Cô Thành Hằng. Trường gì? Trung học cơ sở Ngọc Lâm. Ừ. Trường Ngọc Lâm à? Ừ. Có tên là gì? Tên là Hằng Quỳnh ạ. Thế à? Con học trường gì? Con học trường Ái Mộ B. Ái Mộ B à? Sao nhỉ? Con chuẩn bị vào lớp 2 đúng không? Con tên là gì? Học trường gì con? Gia thị à? Tiếp tiếp đi. Đấy, con đã hiểu hết đi lòng chưa? Tự biết được rồi đúng không? Con tên là gì? Hoàng Nhấn Minh à? Con học bây giờ học trường gì? Newton à? Vừa nhập học đúng không? Newton ở trường cấp 1. Vừa nhập học đúng không? Rồi, mẹ khen vết đẹp rồi gì? Tự hiểu vết đi dòng rồi đấy. Hà Phương với chị Na Sáu. Rồi, biết được. Con tên là gì? Vương. Con học trường gì? Tiểu học Trần Mai. Tràng An á? Tiểu học Thị Trần Mai. À. Rồi, biết được.